Những ngày qua, nông dân trồng hành trên đảo Lý Sơn đang lao đao khi đầu tư hàng chục triệu đồng cho vụ hành nhưng có nguy cơ mất trắng do sâu bệnh gây hại lây lan. Chưa năm nào, người trồng hành trên đảo này lại thiệt hại nặng như năm nay. Để làm được 3 sò hành này, bà Đinh Thị Chí ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã phải bỏ ra hơn 25 triệu đồng. Chưa kể tiền công chăm sóc, nhưng nay phải liên tục nhỏ bỏ những cây hành bị bệnh. Nguy cơ mất trắng trong vụ hành này là điều khó tránh khỏi. Trên các cánh đồng hành ở hai xã An Hải, An Vĩnh của huyện đảo Lý Sơn, nông dân trồng hành như ngồi trên lửa trước tình trạng sâu bệnh đang lây lan trên diện rộng. Theo người trồng hành trên đảo, thì hiện nay hành đang bị bệnh lương rũ, dẫn tới rũ lá, thối gốc và chết, nhưng chưa có cách nào để trị dứt điểm. Nhiều diện tích hành của nông dân Lý Sơn mới trồng cũng đang bị nhiễm bệnh và có nguy cơ tiếp tục lây lan ra diện rộng. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, thì đã có hơn 20 hectare hành trên đảo bị bệnh, khiến nông dân phải nhổ bỏ.